Em Tùng gửi đến anh em cái quạt Milwaukee 0886. Quạt này mới 100%. Thì quạt này từ Mỹ về, sử dụng pin 18V và hở điện luôn. Hở điện từ 120V đến 220V auto. Thì mấy quạt này nó là quạt 18V cánh nhỏ mới 100% Mỹ về. Ok, em gửi đến anh em xem. Nó có 3 tốc độ. Cái này là cái adapter của hãng ha. Adapter hàng Mỹ về. Rồi. Sử dụng pin 18 nha anh em. Anh em có pin 5A sạc cả ngày ok. Cấp 1. Em này cái nặng của nó là 2,5 kg. Đó, cái sải cánh của nó là 20 thôi nha anh em. Nó không có lớn hơn. Lớn hơn nữa thì nó khá là Google. Rồi, anh nói là mình có thể bật lên trời này. Rồi, gập xuống dưới. Ở phía sau này thì nó có làm mấy cái đỡ cho mình gắn lên tường. Gắn lên tường ha. Và 4 cái chân. Đây. Cái lỗ này thì mình đút adapter vô, nếu mà mình không có pin thì mình xài adapter. Giá của nó là mới 100%, 1,9 triệu. Số 1 cực kỳ êm. Về đây. Rồi, anh em quan tâm liên hệ em Tùng 0962 232 180.